A man called Larry William. Alright, so 86 kg division, boys both coming in hot. Credentials up through the roof, so this is proud to be an absolute crack of the fight. Once again, Colton's the man in charge. Let's go! Đây, cốc trên.
Rồi trước cái đen đang cạc à. Chặng 2 nha. Rồi. Hấp dẫn quá mọi người ơi. Không biết ai thắng ai xôi nha. Tiếng người nước ngoài không em nói tiếng Việt được. Hai anh ơi cố lên, hai anh ơi cố lên, cố lên. Rất mệt rồi. Trời ơi. Ôi. Trời ơi. Oh, oh, oh. Cố lên anh ơi, cố lên. Cố lên anh. Hai anh ơi cố lên khỏi hai tháng. Trời hai anh không biết chọn anh nào luôn, cố lên anh ơi. Đây, đánh vậy. Lâu nha mọi người, mười mấy phút mà chưa xong luôn, chưa biết ai thắng ai thua luôn nha. Hấp dẫn quá đi, thằng này quá hấp dẫn nha. Đánh 12 phút rồi mà chưa có ai thắng luôn. Trời ơi, cố lên, cố lên, cố lên. Trời, dẫn chưa ai thắng luôn.